Rồi, hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục ra video nha các bạn. Thì một số bạn hỏi mình là mình dùng thiếc gì và mình dùng nhựa thông gì để hàn. Thì đây, thiếc của mình hàn đây các bạn. Thiếc này thì cái thiếc bình thường thôi. Mình mua trong cái cuộn bằng vàng này, một cuộn này nhưng mình nhớ là mình mua 5 ngàn một cuộn đấy các bạn. Đây, mình vẫn dùng cái thiếc phổ thông này thôi. Còn cái nhựa thông hàn thì đây mình có hai loại. Và có thể các bạn hỏi là ví dụ khi mình hàn mà không cần nhựa thông có được không? Thì nói các bạn hàn vẫn được các bạn, nhưng mà chỉ có điều là nó cái mũi hàn không bóng các bạn nhé, nó sẽ không bóng cái mũi hàn các bạn, nó cái xù xì như nào rồi nó không dính các bạn, nói chung là vẫn hàn được, nhưng mà điều chỉ cần là nói là nó xù xì, nó xù xì, nó không dính các bạn, nó cứ thế nào đấy. Đây con các bạn coi mình hàn này, các bạn thông cảm, bữa bữa nay mình bị cảm cho nên cái tiếng nó cứ thế nào ấy. Đây các bạn thấy này, này nó cứ xù xù thế nào này. Và đặc biệt các bạn, sự khác nhau giữa cái nhựa thông này, cái nhựa thông này thì cực kỳ nhiều khói các bạn nhé. Mình thì mình làm rất là nhiều. Đây các bạn, mạch của mình đây, đấy, đây các bạn thấy không này, đây mình làm quá trời luôn các bạn. Cái mạch này mình sẽ sửa cho các bạn nhé. Cái mạch này trong những cái cụm mà thu không dây ấy, thì mình sẽ sửa nó mà mình làm việc nhiều các bạn ạ. Và đặc biệt các bạn cứ tưởng tượng mình làm, mình cứ cúi vào đấy là mình cái hàn, là cái khói khói nhựa thông nó bốc lên mình các bạn, cực kỳ độc cho các bạn. Đây các bạn coi này, đây đấy các bạn thấy không này, đây thấy chưa, nó khói cỡ này này các bạn. Rồi chúng ta cứ hít vào thì thôi các bạn chán các bạn, mặc dù nó nhựa thông này như thế này giống nhau các bạn nhé, giống nhau về cách hàn đấy, chứ không phải giống nhau về cái tính chất hóa học hay là cái gì các bạn này. Có nhựa thông vào hàn, mới hàn đẹp ngay, bóng mịn luôn. Đây đấy đã thấy chưa này, đây bóng mịn luôn. Rồi còn cái nhựa thông này các bạn, đây là nhựa thông lỏng hay sao mình cũng không biết lắm, thì các bạn thấy này, các bạn thấy không? Ít khói lắm các bạn, cực kỳ ít khói luôn. Và đặc biệt thì cái nhựa thông này thì mình hàn thì có vẻ là cái mức hàn nó ăn hơn các bạn nhé. Mình không biết là trong này nó có chất xúc tác gì không biết, nhưng mà đối với cái nhựa thông cục này này, khi mình hàn ấy, thì vết vết cũng ăn đấy, nhưng mà những cái vết nào mà ví dụ những cái vết hàn mà các bạn thấy, ví dụ đây này, những cái vết mới này mình hàn thì đôi khi mình phải cạo cho nó hết lớp đồng các bạn nhé, cho nó trắng lớp đồng đi thế này, tức là mình sẽ phải cạo cho nó lòi cái lớp đồng đây. Đây đấy các bạn thấy không, đây này, đây mình sẽ phải cạo cho nó vàng các bạn thấy không, để cho nó ăn thì nó mới ăn được. Đây đấy là ví dụ như vậy, mình phải cạo nó mới ăn được. Còn trên cái này, trong này nó có một cái chất gì mình không rõ lắm, thế nhưng mà ví dụ các bạn, đây các bạn thấy này, nó cực kỳ ăn các bạn ạ, và nó dẻo dẻo thế nào ấy, gọi là mỡ hàn đi. Dạo này thời tiết ở chỗ mình nó cứ thay đổi thời tiết thất thường, nắng mưa nên suốt ngày cảm cúm các bạn. Các bạn thông cảm tí nhá, tiếng mình không được như ngày trước nữa. Thấy không, đây này, đấy. Đây. Rồi. Đấy. Đây. Các bạn thấy không? Cái mũi hàn hiện nó cực kỳ mịn, mịn và nó ăn các bạn nhé. Mình cảm giác vậy. Còn một một cái yếu tố nữa mình nói các bạn là khi mình dùng cái nhựa thông cục này này, nhựa thông cục này thì rẻ các bạn, mua tầm 10 ngàn các bạn hàn mấy năm không hết. Đặc biệt cái cửa nhựa thông này các bạn nhé. Khi mình hàn vào thì cái đầu các bạn, đầu đầu hàn các bạn này, nó mau dơ các bạn ạ. Cực kỳ mau dơ, cực kỳ ten. Và mình đã chế ra một cái vệ sinh mỏ hàn các bạn. Đơn giản các bạn nhé. Đây. Đây các bạn coi cái dơ này, đây đấy. Này là cái lọ của cái yến yến hũ ấy, yến hũ, lọ của yến hũ. Rồi các bạn lấy một cái miếng chùy nồi bỏ vào đây, không cần phải mút hoặc bọt biển hoặc là gì đấy, các bạn vừa bóp các bạn vệ sinh rồi chà chà này này. Rồi, các bạn thấy không, đây sáng bóng hẳn lại, các bạn thấy không này, lại ăn chì, tiếp tục ăn chì đấy. Đây là những cái mẹo nhỏ mà mình vẫn hay dùng để mỗi khi mà cái đầu mỏ hàn nó dơ ấy, nó không ăn được, nó không, tức là mình chấm chì vào nó không ăn, nó cứ rớt thế nào. Rồi
xoay một tí, đảo đảo một tí. Đây, cực kỳ đơn giản các bạn. Rồi, xong ngay. Không phải lấy dao cạo hoặc là cái rũa để mài mài mài. Nói chung là thế này các bạn nhé. Rồi, đẹp ngay các bạn thấy không? Đấy, đẹp ngay rồi. Châm tí nhựa thông vào, cho một tí chì vào, ăn ngay. Rồi, các bạn thấy không? Đấy. Đó. Để tất tần tật mình chia sẻ các bạn kinh nghiệm của mình và những cái thiết bị hiện tại mình đang có. Mình chỉ dùng hai loại thôi. Loại này thì mình không dùng nữa, vẫn có nên mà ít dùng, khi nào bí lắm hoặc là cái này bỏ chỗ nào quên thì mới dùng. Còn bình thường là vẫn dùng cái này. Hũ này mình mua một hũ này thì một lâu rồi mình không nhớ nữa. Đây này. À, đây các bạn đây nhá. Này, MC nhựa thông phương gì đây mình không rõ, M và P Pad gì đây. Nói chung là cái đây, các bạn cứ lên trên mạng, các trang mạng xã hội, các sàn mua bán điện tử ấy, mình mua trên Shopee các bạn nhá. Một hộp này thì bốn mấy ngàn ấy, mình xài 3-4 năm nay là vẫn không hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, hẹn các bạn ở những clip sau. Bye bye.